tiếp theo đến với câu hỏi của khán giả Hiếu Lê ạ. Mẹ tôi năm nay 60 tuổi, có cholesterol toàn phần hơi cao, 6.0. Gần đây thỉnh thoảng bị đau nhói ngực lên đi khám. Bác sĩ kết luận mạch vành xơ vữa hẹp 40%, điện tâm đồ gắng sức dương tính. Bác sĩ nói chỉ cần uống thuốc bổ tim và giảm mỡ máu là được. Tôi nghe nói có sản phẩm Vương Tâm Thống tốt cho người bị bệnh hẹp mạch vành và mỡ máu cao. Vậy mẹ tôi có dùng được không? Mong giáo sư tư vấn giúp tôi rõ hơn về tác dụng của sản phẩm này ạ. À, cái này thì em như thế là một là bác sĩ khám bác sĩ rất là cẩn thận đấy. Thành thử ra đã đưa ra những tư vấn rất là đúng. Coi như bệnh nhân này thì không cần phải, chỉ cần thuốc thôi, chưa cần phải can thiệp gì cả. Thế và thuốc như vậy thì chúng ta sẽ phải dùng thuốc, và song song với thuốc này chúng ta hoàn toàn có thể dùng Vương Tâm Thống được để hỗ trợ cho bệnh nhân, để làm cho giảm bớt cái thuốc chính đi, giảm bớt các tác dụng phụ của thuốc chính. Thế là hoàn toàn được, không có vấn đề gì. Vâng, xin cảm ơn phó giáo sư.